Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 5 Chuyện mới của tác giả Thanh Nhàn Mời các bạn cùng nghe chuyện Thời gian cũng dần trôi đi Tình cảm của cô và Tuấn Hưng ngày càng sâu đậm Mặc dù mọi người nói Người như Tuấn Hưng gái vây quanh Sợ cô không giữ được trái tim của anh Nhưng cô thì tin tình cảm của Tuấn Hưng dành cho cô Không dễ gì có thể thay đổi được Nên cô không bận tâm suy nghĩ Khi yêu cô cũng trở nên dịu dàng Không đánh đá như lúc trước nữa Dạo này công ty việc nhiều nên cô ít gặp tuấn hưng sáng đi làm chiều về muộn nên cô chỉ muốn ngủ được hôm nay bớt bớt việc nên cô về sớm vừa vào tới nhà thấy mẹ chuẩn bị đi đâu thì cô liền hỏi mẹ đi đâu thế con thay đồ đi chở mẹ qua nhà bạn ăn tiệc mừng của đứa cháu họ mời mẹ mà đi một mình buồn quá con thay đồ đi với mẹ đi anh hai đâu rồi mẹ đi làm về trước con mà mới điện thoại đi chơi với bạn nó không nói với con à hôm nay không thấy thằng hưng qua chơi dạ anh hưng đi công tác rồi mẹ ạ Mai mốt mới về Mẹ chờ con thay đồ rồi con chờ mẹ tới đó Nhưng mà con chờ mẹ bên ngoài nhá Chứ con không quen bạn nên không vào đâu Ừ sao cũng được Nhanh lên mẹ chờ Diệu Nhi đi lên phòng thay quần áo Rồi đi xuống chờ mẹ tới nhà bạn mà mẹ nói Đi tới nơi cô dừng xe lại trước cổng bảo Mẹ vào đi Khi nào về mẹ gọi cho con nhé Giờ con qua bên quán bên kia ngồi Hay là vào trong cùng với mẹ đi Thôi bạn mẹ toàn người lớn Con vào ngại lắm Chắc cũng có thanh niên mà Đứa con trai hôm nay đi du học mới về Nên họ tổ chức đấy Diệu Nhi đang định từ chối Thì cô bích bước tới Bà tới rồi à sao không vào trong đi Bà Nga khẽ cười Tôi vừa mới tới Đang kêu con bé vào cùng mà nó không chịu Diệu Nhi đây à Nay lớn xinh gái quá Vào trong chơi với gia đình cô đi Nay mừng con trai cô về Nên mời mọi người tới chung vui Cháu đã đến thì cùng vào đi Thấy cô Bích nói như vậy Cô cũng ngại từ chối nên gật đầu Rồi cùng với mẹ đi vào trong cô bích mời cũng đông khách cũng có thanh niên nhiều nhưng cô không quen ai nên đi theo cạnh mẹ ngồi xuống bàn gần đó bàn cô toàn là người lớn nên cô chỉ biết ngồi yên lặng thấy buồn nên cô đứng lên đi ra ngoài đúng lúc tuấn hưng gọi tới cô khẽ cười bấm điện thoại nghe em nghe này sao giờ này mới gọi cho em công việc gì đó thế nào rồi anh khi nào anh về đấy em nhớ anh lắm hai ngày nữa anh về em đang làm gì đấy đã ăn gì chưa em đang ở nhà bạn của mẹ Họ mừng con trai mới đi du học về á Em ngồi buồn quá Nên ra ngoài đây đúng lúc anh gọi luôn Sao Duy Phong không đưa đi Mà để em đưa đi vậy Mà thôi em vào ăn đi Ăn uống rồi về cẩn thận nha Khi nào về nhắn anh Vâng Cô tắt điện thoại rồi bỏ vào túi Đi tới ghế đá ngồi Thì chợt có một giọng nói vang lên Sao cô lại ngồi đây Mà không vào trong dự tiệc Đang ngồi thì nghe tiếng nói ở phía sau Làm cho cô giật mình Quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông từ trong hướng nhà cô Bích đi ra đang đứng ở đó. Cô không biết anh ta là ai, nhưng anh ta đã hỏi nên cô cũng lịch sự gật đầu rồi nói. Dạ, vào bên trong tôi không quen ai, nên là ra đây ngồi. Vậy cô giống tôi, mà cô là khách của cô Bích à? Cô nghe vậy thì lắc đầu bảo. Tôi chờ mẹ tôi tới, mà cô Bích cứ gọi vào, nên tôi vào cho cô vui. Còn anh là khách của ai ạ? À? Tôi là cháu họ của cô Bích, tôi có thể ngồi xuống bên cạnh cô được không? diệu nhi mới gặp anh ta lần đầu nên cũng không biết anh ta là người thế nào nên cũng hơi e ngại nhưng từ chối thì cũng kỳ cô đành miễn cưỡng gật đầu anh ta thấy cô đồng ý thì cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng từ lúc anh ta ngồi xuống thì không khí bỗng trầm hẳn không ai nói với ai câu nào bình thường diệu nhi là người nói rất nhiều nhưng khi ngồi cùng với người đàn ông này thì cô lại không biết nói gì cảm thấy không khí này ngột ngạt nên cô định đứng lên đi vào trong thì anh ta hỏi cô cho tôi số điện thoại của cô được không diệu nhi ngạc nhiên khi anh ta hỏi như vậy cô nhìn anh ta đầy hoài nghi rồi lắc đầu nói xin lỗi anh nhưng tôi không có thói quen cho số điện thoại người lạ tôi xin phép vào bên trong không mẹ tôi lại tìm chào anh vừa nói cô vừa đứng lên gật đầu chào rồi đi thẳng không hiểu là anh ta nghĩ gì mà mới gặp lần đầu đã xin cô số điện thoại rồi người như anh ta làm cô thấy sợ vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc cô đã vào tới trong nhà cô đi tới chỗ mẹ ngồi hỏi xong chưa mẹ xong rồi nãy giờ con đi đâu thế con ra ngoài ngồi chứ ở đây không quen ai ngồi buồn lắm mẹ ạ vậy thôi chúng ta về đi dạ để mẹ đến chào cô bích rồi chúng ta về luôn cô gật đầu thì mẹ cũng đi lại phía cô bích cô định ra ngoài đợi mẹ nhưng vừa quay người lại để bước đi thì lại thấy quỳnh thư đang đi về phía này kể từ hôm chị ta thuê người tới công ty gây loạn để hại cô thì cô không còn gặp lại chị ta nữa bây giờ gặp lại chị ta ở đây cô cũng có chút bất ngờ sao chị ta lại có mặt ở đây không biết Chị ta luôn ghét cô Nên thấy cô ở đây chắc chắn sẽ kiếm cớ gây sự cho mà xem Không muốn để chị ta có cơ hội gây với mình Nên cô giả vờ như không thấy chị ta Bước đi thật nhanh ra ngoài để chờ mẹ Nhưng chị ta lại đã thấy cô Và đúng như cô nghĩ Chị ta chặn cô lại và cười nói Diệu Nhi đấy à Lâu lắm rồi mới gặp lại cô Mà sao cô lại ở đây vậy Cô định không trả lời chị ta cứ thế đi tiếp Nhưng chị ta nói lớn Nên một vài người đứng gần đấy tò mò làm cô ngại ngùng nên dừng lại nói chị gọi thân thiết như thế làm tôi thấy ớn lạnh lắm nên chị cứ hãy là chị đi nhé còn tại sao tôi ở đây thì không liên quan đến chị vì vậy nên đừng có quan tâm lời cô vừa dứt thì người đàn ông khi nãy cô gặp ở ngoài lên tiếng hỏi quỳnh thư em biết cô gái này à quỳnh thư nghe hỏi thì bĩu môi em biết biết rất rõ cô ta làm ở công ty của ba em cũng vì cô ta mà em mới bị nghỉ việc đấy anh minh vũ Diệu Nhi lắc đầu cười mỉa mai nói Chị là đang đổ lỗi cho tôi hay sao? Nực cười thật đấy Chị gây ra lỗi lớn Khiến cho ba chị không thể bao che được cho chị Nên mới bắt chị phải nghỉ việc Thế mà chị lại bị tôi hãm hại Nên bị nghỉ việc oan đấy nhỉ Nếu như chị thấy lỗi đó không phải là do chị Mà là do tôi Thì để tôi kể cho mọi người nghe Và đánh giá xem là lỗi của ai nhé Quỳnh Thư nghe cô nói vậy thì hét lớn lên Cô im đi, diệu nhi thấy gương mặt tái đi của quỳnh thư khi nghe cô nói kể cho mọi người nghe thì biết là cô đang lo sợ nên bình thản nói tại sao tôi phải im trong khi chị là người muốn tôi nói tôi đã im lặng lướt qua chị rồi mà chị còn cố tình gọi tôi để nói còn gì giờ chị muốn sao muốn tôi về hay tiếp chuyện chị đây cô quỳnh thư tức giận tới nỗi không nói thành lời chị ta thấy không thể nói lại được diệu nhi nên kéo tay minh vũ đi vào bên trong diệu nhi thấy quỳnh thư tức giận bỏ đi thì cô mím môi cười vì đang có rất nhiều ánh mắt hướng về cô chị ta đúng là không bao giờ thay đổi được cái thói hống hách ngang ngược mà trước cô còn nhịn vì còn làm chung công ty còn giờ thì quên đi cô không thấy mọi người vẫn nhìn mình thì liền đi ra chỗ để xe chị ta đúng là ám cô mà đã tránh đi rồi mà còn gọi cô làm cho mọi người chú ý nữa cô đứng đợi một lúc thì mẹ cũng ra hai mẹ con cùng nhau về nhà vừa về nhà thì gặp anh hai cô cũng về tới nên cô liền nói anh hai đi chơi mà sao về sớm thế em tưởng là anh phải đi không biết lối về chứ anh hai lườm lườm cô mày nghĩ tao là đứa lên ba hay sao mà không biết đường về thế mẹ với mày đi đâu về đấy diệu nhi cười hì hì ba tuổi hay là hơn ba mươi tuổi thì cũng vẫn quên lối về như thường thôi em chở mẹ tới nhà cô bích dự việc mừng con trai du học về chưa con được đi chơi sớm như anh đâu thôi mày mất bớt, bớt dùng tao cái có mỗi hôm nay chở mẹ đi Mà làm như phải chở đi suốt không bằng ấy Mà muốn tao có vợ Thì để tao đi chơi kiếm người yêu chứ không ế thì sao Anh ế bền vững đi Chứ lấy làm gì tội con gái như người ta Bà Nga nghe vậy thì quát lên Hai đứa có thôi đi không Đêm hôm rồi mà còn đứng đây cãi nhau Vào nhà rồi muốn cãi bao nhiêu thì cãi Diệu Nhi nghe vậy để xe máy lại Quay sang anh hai Anh dắt xe em vào luôn nha Em buồn ngủ quá lên phòng ngủ đây Nói xong Diệu Nhi nhanh chân đi vào nhà tiếng anh hai của cô gắt lên ở phía sau này đứng lại tự dắt xe đi tao không rảnh hầu máy rõ chưa anh tiện thì dắt vào luôn đi chứ có phải hầu đâu anh dắt đi cho bớt nói nhiều diệu nhi vừa nói cô vừa chạy nhanh vào nhà vào phòng của mình mặc anh hai gọi vừa vào phòng thì chuông điện thoại của cô reo lên cô cầm điện thoại lên xem thì thấy một dãy số lạ cô không định nghe nhưng nghĩ sao lại bắt máy alo ai vậy ngay khi nghe cô trả lời thì bên đầu dây bên kia giọng hoảng hốt gấp gáp nói Em Trâm Anh đây chị ơi, chị ơi giúp em với, em bị người ta lừa, em mới trốn được ra ngoài gọi cho chị, chị mau tới giúp em đi chị. Nghe giọng Trâm Anh cô cũng bất ngờ, nhưng thấy con bé nói bằng giọng run sợ, làm cô cũng lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi Em đang ở đâu? Đọc địa chỉ đi chị tới đón. Em không biết nữa chị ơi. Nghe con bé khóc mà cô cũng dối, nhưng con bé bị lừa, giờ mà không biết chỗ thì cô lại càng không cứu con bé kịp. Nghĩ vậy cô hít thở thật sâu rồi chấn an con bé. Trâm Anh, em bình tĩnh. Nhìn xung quanh thấy có người không? Hay là em thấy có bảng hiệu hay cửa hàng công ty nào không? Nếu có, em đọc địa chỉ trên đó cho chị. Chị sẽ tới ngay đón em. Dạ có chị ơi. Em đang ở cửa hàng C, đường Y quận 5. Chị mau tới nha. Em sợ bị bắt lại lắm. Em tìm chỗ ngồi chờ chị nha. Chị tới chỗ em luôn đây. Dạ nhanh nha chị. Tắt điện thoại xong, Diệu Nhi lấy áo khoác, Chạy nhanh qua bên phòng của anh hai gõ cửa Cửa vừa mở thì cô nói Anh hai, mau mau lên Đi tới chỗ chăm anh Con bé lên thành phố rồi nhưng bị lừa Nó mới trốn ra ngoài gọi cho em Nó đang ở bên quận 5 đấy, chúng ta tới liền đi anh Duy Phong nghe vậy thì kinh ngạc lắm Nhưng nghe tới bị lừa đang trốn nên anh vội nói Đi, đi nhanh Mà khoan, người ta mặc quần đã Anh mặc quần đùi đi luôn đi Chứ mặc lại mất thời gian nữa Lỡ bọn nó tìm thấy con bé rồi bắt lại Thì mình không cứu được con bé đâu Giờ ra bắt taxi đi cho nhanh nào duy phong thấy diệu nhi nói cũng đúng nên gật đầu nhanh chóng đi theo diệu nhi ra ngoài bắt taxi cũng may gần đó có một chiếc taxi đang đậu nên cả hai lên xe rồi diệu nhi đọc địa chỉ trâm anh cho bảo tài xế lái nhanh tới đó nửa tiếng sau xe cũng tới địa chỉ trâm anh đọc cô vội xuống xe dao rác nhìn xung quanh tìm con bé thì thấy trâm anh đang ngồi núp co ro ở một gốc cây làm cô thấy tội nghiệp và xót xa lúc ở quê con bé nói lên thành phố làm giúp việc nhưng giờ nhìn cách ăn mặc cô thấy không giống lắm Cô đi tới thấy con bé run bần bật và đang ôm mặt khóc. Cô liền ngồi xuống hỏi. Trâm Anh, em có làm sao không? Trâm Anh đang khóc, nghe tiếng hỏi thì giật thót mình. Cô bé sợ sệt ngước lên, thấy Diệu Nhi thì vội ôm trầm lấy mà khóc nức nở vừa khóc vừa nói. Chị Diệu Nhi, cuối cùng chị cũng tới, em chỉ sợ. Con bé nói tới đó thì nghẹn lại. Diệu Nhi ôm con bé vỗ vỗ. Cô thấy cả người con bé đang run lên sợ hãi. Cô ôm chặt lấy nó rồi vỗ về. Không sao đâu, chị ở đây rồi, em đừng khóc nữa phải mất một lúc lâu sau con bé mới bớt xúc động mà nói tiếp em sợ lắm chị ơi họ nói em lên đây làm giúp việc nhưng không ngờ lại bắt em làm tiếp viên ở quán karaoke bắt em tiếp khách em không chịu thì đánh em hôm nay nhờ có một chị lấy điện thoại giúp em và trốn cùng với em nhưng không may bị phát hiện chị đó bị bắt lại còn mỗi em trốn thoát thôi con bé nói tới đó thì lại oà lên nức nở con bé còn nhỏ mà đã bị làm cho sợ hãi đến như vậy rồi cô lúc này chỉ biết ôm thật chặt con bé vào lòng để cho nó thấy yên tâm hơn mà thôi nếu là cô ở trong hoàn cảnh của nó thì cô cũng sẽ sợ hãi như vậy cũng may là con bé trốn thoát được và gọi cho cô không thì không biết nó còn khổ tới thế nào nữa được cô ôm nên con bé cũng dần bình tĩnh hơn cô liền nới lỏng ra rồi nói giờ chúng ta về nhà chị nhé chưa ngồi lâu ở đây cũng không ổn đâu trâm anh gật đầu rồi cùng cô đứng dậy đi lại chỗ taxi định mở cửa thì duy phong mở từ trong bước ra Sao mày không gọi tao hả? Cô nguyết Giải một cái nói Em đến chịu anh luôn đấy Kêu đi cứu Trâm Anh Mà lên xe anh ngủ không biết trời trăng mây gió gì Gọi thế nào cũng không tỉnh Này, em và Trâm Anh có bị bắt Thì anh cũng không biết luôn quá Duy Phong gãi gãi đầu nói Tại tối tao có uống một tí Nên là say mới ngủ thôi Trâm Anh, bị sao mà ăn mặc thế kia Diệu Nhi nhìn về mặt ngơ ngác khi hỏi Trâm Anh Và bộ dạng bên ngoài lúc này của anh hai Mà không nhịn được cười vừa cười ngặt nghẽo diệu nhi vừa chỉ xuống chân của anh hai nói anh hai sao lại đi dép của em duy phong thấy diệu nhi cười đang ngơ ngác không hiểu là chuyện gì thì diệu nhi chỉ xuống dưới chân của anh nói đôi dép nên vội nhìn xuống đúng là anh đang mang đôi dép của diệu nhi thật đến anh nhìn trông còn buồn cười nữa là anh lúng túng gãi đầu tại mày hối tao đi nhanh nên tao mới xỏ dép không để ý mà lên xe đi về nhà rồi nói chuyện thôi chứ ở đây nguy hiểm đấy diệu nhi gật đầu rồi cùng châm anh lên xe Tài xế taxi thấy họ lên hết cả rồi mới lái xe về nhà Diệu Nhi. Một lúc sau cũng về đến nhà, trả tiền xong, cả ba bước vào nhà thì gặp mẹ cô đi ra. Nhìn thấy cả ba thì mẹ cô không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Mấy đứa đi đâu về thế? Sao lại có cả con bé Trâm Anh đi cùng vậy? Trâm Anh mới lên đây à? Mà sao lại ăn mặc thế kia?" Diệu Nhi cũng bất ngờ khi thấy mẹ ra đây, nghe mẹ hỏi Trâm Anh cô vội nói: "Con bé gặp chút chuyện mẹ ạ, bọn con vừa mới đi đón con bé về." giờ muộn rồi mẹ đi ngủ đi mai còn nói với mẹ sau nhé trâm anh lúc này cũng lên tiếng chào bà nga cháu chào cô ạ cháu xin lỗi vì muộn rồi mà còn làm phiền mọi người bà nga nghe diệu nhi nói thì cũng tinh ý nhận ra là có vấn đề nên không hỏi nữa có phiền gì đâu cháu cháu vào ngủ cùng với diệu nhi đi có gì mai nói cũng được nói xong thì mẹ cô đi vào phòng cô cũng dẫn trâm anh lên phòng của mình rồi lấy quần áo của cô đưa cho con bé vào nhà tắm thay một lúc sau, Trâm Anh bước ra ngoài đi tới bên cạnh Diệu Nhi nói Em cảm ơn chị Nếu hôm nay không có chị, em cũng không biết phải làm sao cả Sao lúc lên đây em không gọi cho chị Mà em ăn gì chưa? Trâm Anh lắc đầu Em chưa chị ạ, em không dám ghé mua đồ ăn vì sợ bị bắt lại Vậy thì xuống bếp đi, chị pha mì ăn đỡ nhé Vâng Sau này em định thế nào? Có về lại quê không? Trâm Anh mắt ngân ngấn nói Em không về quê đâu em muốn ở trên này kiếm việc để gửi tiền về cho nội em lên đây làm bị họ bắt vào quán karaoke em chưa gọi về cho nội được tiền em làm bữa giờ họ cũng chưa trả cho em đồng nào cả diệu nhi thở dài giờ muộn rồi để mai gọi cho nội cũng được em ạ giờ gọi bà lại mất ngủ cuộc sống ở thành phố xô bồ phức tạp lắm không như ở quê đâu cũng may là em không sao còn công việc thì để từ từ chị giúp em tìm nhé dạ em cảm ơn chị nhiều ừ thôi giờ xuống bếp với chị nào Cả hai cùng nhau đi xuống bếp, cô đi tới mở tủ, lấy mì tôm ra pha cho Trâm Anh. Sau khi Trâm Anh ăn xong, thì cả hai lên phòng đi ngủ. Mấy ngày sau, Trâm Anh cũng đã dần quen với cuộc sống ở nhà Diệu Nhi. Hôm nay đi làm về, cô thấy Trâm Anh ngồi một mình mặt buồn buồn, cô đi tới hỏi. Sao buồn thế em? Trâm Anh nghe cô hỏi thì giật mình quay lại nói. Chị ơi, chị tìm được việc cho em chưa ạ? Chị đang hỏi đây. Bà Nga đi ra. Diệu Nhi về rồi à? anh hai đâu gọi ra ăn cơm đi mẹ nấu rồi đấy anh hai với anh hưng đi có việc rồi mẹ ạ thằng phong lại rủ dê thằng hưng đi đâu à ăn nhậu hoài mẹ mệt luôn đấy tuổi thì lớn còn nhỏ nữa đâu còn con với thằng hưng sao rồi khi nào cưới sao mẹ lại hỏi thế chẳng phải là mẹ chưa cho bọn con cưới còn gì ừ mẹ cũng không muốn cho con cưới sớm nhưng thấy hai đứa dính nhau như sam suốt ngày thế không cho cũng không được còn trâm anh bây giờ tính sao con đang tìm việc cho con bé mẹ ạ Chưa để nó đi tìm sợ bị lừa nữa À mẹ nghe cô Bích Chị gái nhà cô ấy đang cần giúp việc đấy Có tới đó làm không để mẹ giới thiệu cho Diệu Nhi nghe vậy thì mừng rỡ Con thấy nhà cô Bích cũng được Chắc là nhà chị gái của cô ấy cũng giàu mẹ nhỉ Mẹ hỏi cô ấy xem có nhận giúp việc không Thì giới thiệu cho anh đi mẹ Ừ để mẹ gọi thử coi Vâng giờ mẹ gọi luôn đi ạ Bà Nga gọi cho bà Bích hỏi Thì đúng là chị bà Bích đang cần giúp việc nên đồng ý nhận trâm anh bà nói với bà bích vài câu rồi tắt điện thoại bên đó đang cần giúp việc đấy mai con qua xem được thì làm luôn trâm anh nghe vậy thì vui mừng nói cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm không có cô có chị cháu không biết phải làm sao ở đây diệu nhi cũng mừng cho con bé dù sao làm việc ở nhà chị cô bích cũng là chỗ quen biết nên yên tâm hơn cô nhìn con bé nói có gì đâu mà cảm ơn ai khi thấy hoàn cảnh của em thì cũng sẽ giúp thôi bây giờ đi ăn cơm thôi mà chỉ dẫn tới đó nhé Dạ Diệu Nhi lên phòng thay đồ Thì chợt nhớ tới Tuấn Hưng Không biết là anh xong việc chưa Anh hôm nay đi gặp khách hàng nên không tới đây được Cô thấy nhớ anh nên lấy điện thoại gọi Anh với anh hai đi sắp về chưa ạ Diệu Nhi à Anh Hưng đang bàn việc nên không nghe máy được đâu Diệu Nhi nghe tiếng Trúc Anh trả lời Thì lúc đầu ngạc nhiên Sau đó thì có chút khó chịu nói Sao cô lại nghe điện thoại của anh Hưng thế Cô đưa điện thoại cho anh Hưng đi Trúc Anh khi nghe cô nói vậy thì không những không đưa điện thoại cho tuấn hưng mà lại còn nói lại với cô cô làm gì mà kiểm soát anh hưng chặt thế điện thoại tôi hết pin nên mượn điện thoại của anh hưng gọi tí thôi cô yêu mà kiểm soát quá dễ mất người yêu đấy trước tôi và tuấn hưng yêu nhau anh ấy đi đâu làm gì tôi cũng để cho anh ấy tự do thoải mái không bao giờ gọi đâu diệu nhi phải cố gắng kìm nén lắm mới không chửi chị ta người gì đâu mà vô duyên hết sức vậy không biết cô nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi nói người yêu tôi Tôi kiểm soát hay làm gì là quyền của tôi Liên quan tới chị à Không liên quan Nhưng tôi thích nói như vậy được không Thôi nha Đừng gọi làm phiền chúng tôi đang bàn công việc Không để cô nói lại Chị ta tắt máy Làm cho Diệu Nhi mặt xám xịt vì tức giận Hết Quỳnh Thư Bây giờ lại tới Trúc Anh người yêu cũ của Tuấn Hưng Mà Trúc Anh này Mặt còn dày hơn cả Quỳnh Thư nữa Mấy lần qua công ty bàn việc Cô đã thấy khó ưa rồi Giờ còn nói những lời khó nghe Càng làm cô cảm thấy khó ưa hơn Cô bấm số gọi cho anh hai để hỏi xem anh đang ở đâu, nhưng cũng không gọi được, cô lại càng nóng ruột hơn. Cô đi qua đi lại, rồi điện thoại tiếp thì anh hai bắt máy. Chuyện gì thế? Anh với anh Hưng đang ở đâu? Tao đang về đây, thằng Hưng đi bàn hợp đồng với khách mà, nó không nói với mày à? Em gọi rồi, mà Trúc Anh lại nghe máy, anh nói anh Hưng đang ở đâu em với? Duy Phong nghe cô nói như vậy thì vội can. Thôi thôi thôi, mày cho tao xin. Tuấn Hưng đi bàn công việc, chưa đi chơi đâu, mà mày đến nói làm gì? mày ở nhà giùm tao cái em ở nhà làm sao được là chúc oanh người yêu cũ của anh hưng đang đi cùng với anh ấy em làm sao mà yên tâm được em gọi điện cho anh hưng mà chị ta nghe máy và khiêu khích em đây mày có phải là mới yêu nó đâu mà không tin tưởng nó tí xong việc nó về thôi nha tao đang lái xe cô chưa kịp nói lại thì anh hai đã tắt máy khiến cho cô đang bực lại càng bực hơn cô đành chờ lát sau gọi lại cho anh không biết là anh có nghe máy không nữa mặc dù rất sốt ruột nhưng cô đành phải chờ Cô đứng lên xuống ăn cơm không mẹ lại nói Sau khi ăn cơm xong Cô đi thẳng lên phòng để gọi lại cho Tuấn Hưng Nhưng điện thoại lúc này là tiếng của Tổng Đài trả lời Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Cô lòng nóng như lửa đốt Không thể chờ được nữa Cô bước ra ngoài thì thấy anh hai đang đi lên Anh cho em số điện thoại của Trúc Anh được không? Nghe cô hỏi như thế Anh hai có chút đề phòng Để làm gì? Em gọi Tuấn Hưng không được Anh đưa số Trúc Anh cho em Để em gọi hỏi Chắc điện thoại của nó hết pin thôi Mày làm gì mà rộn ràng lên quá vậy Cô lúc này đang rất lo lắng Mà lại nghe anh hai nói như vậy thì bực mình Anh thở có người yêu Rồi người yêu đi với người yêu cũ Xem có thấy rộn ràng không Anh có nghe câu người yêu cũ của người yêu Là một cái gì đó rất hãm không Với lại Trúc Anh là người như thế nào anh phải biết chứ Anh đưa số đây cho em Duy Phong nghe thế mới giật mình nhớ ra Trúc Anh vốn dĩ là một người rất mưu mô và tính toán Em gái anh có thông minh hay bản lĩnh Thì cũng không đấu được cô ta anh mở máy kiếm số của trúc anh định đưa cho diệu nhi nhưng chợt nghĩ diệu nhi gọi chắc gì cô ta nghe mà có nghe thì chắc gì nói sự thật anh liền nói mày gọi cho trúc anh cũng vô ích thôi cô ta không nói đâu giờ để tao điện cho thằng hùng gọi thằng hưng đi gặp khách nào là biết ngay ấy mà diệu nhi nghĩ cũng đúng nên liền hối thúc duy phong gọi hỏi sau khi hỏi được địa điểm tuấn hưng đang gặp khách hàng cô liền kéo duy phong đi cùng tới đó có gì anh hai cô còn giúp được chứ một mình cô đi có chuyện cũng khó Duy Phong lái xe tới địa chỉ Hùng vừa gửi, anh cùng với Diệu Nhi tới quẩy hỏi nhân viên thì được biết mọi người vừa rời đi. Lúc này trong lòng cô lại càng lo lắng hơn, cô liền hỏi Duy Phong. Bây giờ phải làm sao đây? Sao anh không đi cùng với anh Hưng? Giờ không liên lạc được với anh ấy cũng không hỏi ai được, em lo quá. Nhân viên lúc này chợt nói. Lúc nãy tôi thấy một người đàn ông có vẻ say, được một chị gái dẫn đi qua phía bên khách sạn phía bên kia kìa. Không biết có phải là người anh chị muốn tìm không? Hai người thử qua đó xem sao cô nghe vậy thì mừng rỡ không suy nghĩ gì mà lao đi như một cơn gió không hề để ý thấy ánh mắt khác lạ của người nhân viên đó khi nói với cô vì nóng lòng mà cô cứ thẳng hướng khách sạn mà người nhân viên kia chỉ mà chạy thôi rồi đột nhiên cô nghe một tiếng tiếng kêu thất thanh của anh hai phía sau diệu nhi cẩn thận xe kìa cô đang trên đà chạy nên không nghe được hết câu chỉ nghe xe xe cô nhìn lên thì hốt hoảng khi có một chiếc ô tô đang chạy rất gần về phía mình nhìn chiếc xe đang càng lúc càng tiến gần mình mà cô sợ hãi vô cùng chân cô lúc này đang chạy nhanh mà giờ như dính keo vào đường không nhúc nhích được cô muốn hét lên mà miệng cứng ngắc khi chiếc xe chỉ còn cách cô một khoảng rất ngắn thì cô như chợt bừng tỉnh dùng hết sức lùi lại phía sau nhưng có lẽ vì cuống quá nên cô vừa lùi được mấy bước thì đã té nhào xuống đất cô cảm nhận được chiếc xe lướt qua mình và tiếng két của thắng gấp vang lên rất chói tai lúc này dưới chân cô chuyển tới một cơn đau nhói Cô bây giờ như người mất hồn, nhìn trước mặt mình mà không thấy ai, cả người cô sụi lơ, không còn một chút sức lực nào cả. Diệu Nhi, Diệu Nhi, mày có nghe tao gọi không Diệu Nhi? Cô nghe tiếng anh hai gọi mà không tài nào thốt được nên lời. Cô cảm nhận anh hai đang ở trước mặt cô mà mắt cô lại không nhìn thấy anh hai đâu. Chợt có một cái tát lên má cô làm cô giật mình và lấy tay che mắt lại vì chói. Diệu Nhi, mày có bị sao không hả? Nói tao nghe đi, Cô nghe anh hai hỏi thì lúc này mới lấy lại cảm giác mà miếu máu nói. Anh hai, em vẫn còn sống phải không? Anh hai cốc vào đầu cô một cái rõ mạnh rồi bảo. Mày bị dọa tới nỗi thần trí liên thiên luôn rồi hả? Cô vừa khóc vừa nói. Em vừa từ quỷ môn quan trở về, liên thiên có gì sai đâu. Mà em đau quá. Duy Phong nghe Diệu Nhi nói đau thì hốt hoảng hỏi. Mày đau ở đâu? Nãy té có đập vào đâu không? Sớm xác lo cho trai đi, cắm đầu cắm cổ chạy chi, để xém tí thì bị xe tông. Diệu Nhi nhăn nhó vì đau, nước mắt lại càng chảy. Duy Phong thì miệng nói mắt nhìn xem Diệu Nhi có chảy máu ở chỗ nào không. Tay thì sờ lên đầu Diệu Nhi, một hồi không thấy có vết bầm tím hay chảy máu. Duy Phong thấy Diệu Nhi vừa khóc vừa nhăn mặt thì quát lên. Nín, mày khóc hết đau được không? Nín ngay, nói cho tao biết đau ở đâu, để tao còn biết đường. Diệu Nhi bị tiếng quát của Duy Phong làm cho giật mình. Cô im bặt, cắn chặt môi lại để không bật ra tiếng khóc nữa rồi cô vừa nấc vừa chỉ tay vào chân mình nói em đau ở chân duy phong nhìn theo hướng tay của diệu nhi chỉ thì thấy chân diệu nhi sưng lên anh lấy tay đụng nhẹ vào chỗ đó thì diệu nhi la lên đau quá đau mà cái mồm của mày vẫn còn la to được như vậy hả nếu không phải vì bị đau thì cô đã sút cho anh hai một cái rồi cô đau thấu tận trời xanh mà nói như là cô giả vờ không bằng anh mà đau còn la làng to hơn nữa chửa đó mà nói em duy phong đến chịu với cô em gái này Đâu mà vẫn còn trả treo với anh được Nhìn chân Diệu Nhi sưng to vậy Anh sợ bị gãy xương nên bảo Để tao đưa mày vào bệnh viện kiểm tra xem có sao không Chứ nhìn nó sưng thế kia Tao sợ là gãy xương ấy Diệu Nhi cũng thấy chân cô sưng càng lúc càng to Nên vội hối anh hai Anh gọi xe đi mau lên Em đau lắm luôn rồi Duy Phong liền vẫy một chiếc taxi ngay đấy Rồi lại bế Diệu Nhi lên xe Bảo tài xế chở tới bệnh viện Một lúc sau thì xe cũng tới bệnh viện Duy Phong trả tiền taxi Rồi dìu Diệu Nhi vào trong để khám Bác sĩ sau một hồi kiểm tra thì nói Diệu Nhi bị bong gân nặng nên phải băng bó chỗ bong gân và ở lại bệnh viện. Nghe bác sĩ nói chỉ bong gân thì Diệu Nhi và Duy Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Duy Phong đi làm thủ tục nhập viện cho Diệu Nhi, còn Diệu Nhi thì để bác sĩ băng bó lại cho mình. Sau khi bác sĩ băng bó xong thì Duy Phong cũng làm thủ tục xong, anh lại đỡ Diệu Nhi về phòng. Vì cũng muộn rồi nên cả hai anh em thống nhất không gọi báo cho mẹ biết mà để tới sáng mai diệu nhi về phòng thì nằm xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi cô tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao cô nhìn xung quanh không thấy anh hai đâu cả đang định ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra và người bước vào là tuấn hưng cô ngạc nhiên hỏi sao anh biết em ở đây mà vào vậy tuấn hưng nhìn chân cô băng bó thì xót xa nói em còn đau không em cũng đỡ rồi nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của em anh gọi cho em duy phong nghe máy nói là em bị tai nạn nên là anh vào đây luôn Tuấn Hưng nói như vậy Làm cô nhớ tới chuyện tối qua nên vội hỏi Tuấn Hưng Hôm qua anh đi đâu với Trúc Anh Mà em gọi cho anh không được Tuấn Hưng nhíu mày khó hiểu nhìn Diệu Nhi hỏi Anh có đi với Trúc Anh đâu Anh bàn công việc xong rồi về nhà cơ mà Điện thoại của anh hết pin Về nhà sạc xong gọi cho em Thì biết là em bị tai nạn Làm cho anh sợ mà đi vào đây luôn Cả đêm anh ở bên cạnh em Mà em ngủ nên không gọi thôi Diệu Nhi nghe Tuấn Hưng nói Thì nhìn anh rào xét nhưng thấy Tuấn Hưng không có vẻ gì là lúng túng Nên cô tin là anh nói thật Với cô tin anh sẽ không làm gì có lỗi với cô Vậy tất cả là do Trúc Anh bày ra Để cô hiểu lầm Tuấn Hưng đây mà Tại chị ta mà chân cô bây giờ không đi được Cô nhìn Tuấn Hưng bảo Hôm qua Sao anh đưa điện thoại cho Trúc Anh vậy Tuấn Hưng nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi Sao em biết Trúc Anh mượn điện thoại của anh Cô ta gọi cho em nói gì sao Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Tuấn Hưng Khi cô hỏi anh tại sao đưa điện thoại cho Trúc Anh thì cô nhận ra Trúc Anh đã cố tình làm như vậy để chia rẽ cô và Tuấn Hưng. Cô ta đúng là không ra gì mà. Diệu Nhi nhìn Tuấn Hưng nói. Em gọi cho anh để hỏi là anh về chưa thì Trúc Anh nghe máy. Chị ta nói anh với chị ta đi bàn công việc. Anh không nghe được điện thoại nên chị ta nghe. Em bảo chị ta đưa máy cho anh thì chị ta tắt máy luôn nên em lo lắng mới nhờ anh hai hỏi nữa anh bàn công việc để tới. Nhưng khi tới nơi thì có một nhân viên ở đó nói là anh say nên là được chị ta dìu qua khách sạn ở bên kia đường. Em lo cho anh nên mới vội chạy qua đó tìm Chẳng may bị một chiếc ô tô hù cho ngã Nên là chân mới bị thế này Tuấn Hưng mặt đỏ bừng lên vì tức giận Giọng anh có chút lớn hơn nói Anh đi bàn chuyện với khách hàng Vô tình gặp Trúc Anh cũng đến đó Chứ không phải là anh đi cùng với cô ta đâu Cô ta dám nói dối em như vậy Để anh điện thoại cho cô ta nói Diệu Nhi nghe vậy vội gàn Tuấn Hưng lại Anh đừng gọi Chị ta sẽ chối bay chối biến không nhận đâu Với anh gọi cũng là thừa nhận em vì ngu Nên mới nghe chị ta vào mắc mưu mà tất cả cũng là do anh đấy sao lại cho chị ta mượn điện thoại làm gì có bao nhiêu người ở đây có điện thoại thì không mượn khi thấy cô ta ở đó anh cũng lảng tránh đi rồi nhưng cô ta cứ tới gần anh càng tránh cô ta lại càng kiếm cơ đến gần rồi cô ta mặt dày hỏi điện thoại anh trước bao nhiêu người anh không cho mượn cũng không được giờ em thấy trong người thế nào rồi may là chân em chỉ bị bong gân nên nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao anh mới mua cháo về cho em đây anh lấy cho em ăn nhé cô gật đầu nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi còn chiếc xe xém tông chúng em anh có biết thông tin gì không họ đi luôn coi như không có chuyện gì à anh cô vừa dứt lời thì tiếng cửa mở ra làm cho cô phải ngừng lại nhìn ra thì thấy một người đàn ông cầm giỏ hoa đi vào người đó càng tới gần cô lại càng thấy quen hình như là cô đã gặp ở đâu rồi cô chợt nhớ ra người đàn ông này chẳng phải là người cô đã gặp ở nhà cô bích hay sao tại sao anh ta lại đến đây cô liền hỏi sao anh vào đây minh vũ đặt giỏ hoa lên bàn anh là người lái xe ô tô tí nữa là tông trúng em hôm qua đây cô nghe anh ta nói thì mắt tròn xe mồm há hốc kinh ngạc hỏi là anh sao tuấn hưng nghe vậy thì hỏi em biết anh ta sao người này là người hôm qua suýt tông trúng em đấy minh vũ khi bước vào thấy là diệu nhi thì cũng ngạc nhiên không kém anh ta không nghĩ người lúc tối té khi anh ta chạy xe qua lại là diệu nhi anh còn nhớ cô gái này vì anh mới gặp ở nhà cô bích cách đây không lâu cũng may cô gái không sao Lúc anh dừng xe chạy tới Thì cô gái đang được một người đàn ông bế lên taxi đưa đi viện Anh cũng lấy xe chạy tới bệnh viện luôn Khi biết cô bé chỉ bong gân Anh có gặp anh trai cô ấy xin lỗi Và nó sẽ chịu trách nhiệm Duy Phong thấy anh ta cũng biết lỗi Với Diệu Nhi cũng không sao Nên bảo anh ta là sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa Nhưng anh ta cũng muốn gặp trực tiếp cô để xin lỗi Nên giờ mới có mặt ở đây Anh ta cúi đầu nói Anh xin lỗi vì đã làm cho em hoảng sợ nha Mà lúc đó em đi đâu nhanh vậy May là anh thắng kịp đấy còn đây là ai? Anh trai em lúc tối đâu rồi? Tuấn Hưng quan sát Minh Vũ nãy giờ, anh thấy anh ta cứ nhìn Diệu Nhi làm cho anh khó chịu. Tôi là người yêu của Diệu Nhi, anh tới đây xin lỗi thì nói xong rồi đấy, giờ về đi cho Diệu Nhi còn nghỉ ngơi. Minh Vũ khẽ cười rồi quay sang Diệu Nhi. Tiền viện phí anh đã thanh toán rồi, sau này có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại của anh đây nha. Diệu Nhi nhìn thấy mặt Tuấn Hưng mà buồn cười, biết là anh đang ghen nên cô nói, tôi không sao đâu, nên là anh cứ yên tâm nhé. Tôi không phiền tới anh Cũng do tôi nên không bắt đền gì anh đâu Vậy có chuyện gì thì gọi cho anh biết Không lại thấy có lỗi lắm Tuấn Hưng lên tiếng Tôi chăm sóc người yêu của tôi được Nên anh cứ yên tâm đi về đi Minh Vũ nghe vậy thì gật đầu Được tôi về đây Phiền hai người nhé Chào hai người Sau khi Minh Vũ đi ra ngoài Tuấn Hưng nhìn Diệu Nhi Ăn sáng đi em Kệ tên nó đi Hắn ta nhìn em chầm chầm Anh không thích tí nào Cô nghe vậy thì có suy nghĩ tuấn hưng không biết anh ta sao hôm đó anh ta đi cùng với quỳnh thư mà tuấn hưng cũng biết quỳnh thư lâu rồi tại sao lại không biết anh ta nhỉ đắn đo một hồi cô liền hỏi anh chưa từng gặp anh ta à hôm em đưa mẹ tới bữa tiệc ở nhà cô bích thì gặp anh ta đi với quỳnh thư đấy anh chưa từng gặp anh ta chắc là bạn của quỳnh thư thôi từ hôm cô ta nghỉ việc tới giờ anh không gặp cô ta và cũng không còn làm phiền anh nữa mà em ăn đi cô ta quen ai như thế nào thì cũng không liên quan tới chúng ta vâng cầm tô cháo cô vừa bắt đầu ăn thì cánh cửa lại mở ra tiếp cô ngước lên nhìn thì thấy anh hai cùng với mẹ đi vào cô định lên tiếng hỏi thì anh hai đã nhanh hơn mà nói trước chân đau miệng không đau nên vẫn ăn ngon nhỉ bà nga đi tới lúc tối đi đứng kiểu sao mà té phải vào viện vậy hả con thằng phong nó giấu mẹ không nói gì hết sáng nay không thấy con xuống mẹ hỏi thì nó mới chịu nói mẹ nghe xong mà tim đập thình thịch luôn tới bây giờ đây này may là bị nhẹ chưa mà bị nặng thì mẹ không biết phải làm thế nào luôn. Lần sau đi đâu làm gì, nói với mẹ một tiếng được không? Giờ có còn đau lắm không? Bác sĩ khám lại chưa? Có nói bao giờ được xuất viện không? Tuấn Hưng nghe bà nga nói xong thì trả lời: Dạ, tí nữa cháu đưa em về nhà. Cháu xin lỗi, đã không gọi báo cho cô biết. Duy Phong đợi Tuấn Hưng nói xong cũng lên tiếng: Báo cho mẹ biết, mẹ lại cuống cuồng lên vì lo. Giờ mới biết mẹ còn như vậy, chưa huống gì là báo tối qua. Với lại rượu như nó què chân thôi chứ cũng không bị gì nặng đâu diệu nhi nghe vậy thì nói anh vừa phải thôi em bị bong gân thôi chứ què đâu thế giờ đi được không diệu nhi lắc đầu không duy phong cười cười nói không đi được thì không què là gì bà nga lắc đầu chịu thua hai đứa con của bà xa nhau thì không sao cứ hễ gần nhau thì trỏng trọ như chó với mèo muốn yên với hai đứa nó cũng không được bà đập vào vai duy phong nói còn có thôi đi không đang ở bệnh viện chứ có phải ở nhà đâu mà cãi nhau như chém trả thế còn diệu nhi ăn xong đi rồi đi khám lại xem sao diệu nhi nghe vậy thì nói con không sao hết chỉ đau chân thôi tại hôm qua sợ với đau quá nên là con nằm lại viện thôi mẹ giờ chỉ còn hơi đau thôi mẹ ạ bà nga nhìn chân của diệu nhi bị băng bó thì không yên tâm mà nói ừ để mẹ ra ngoài hỏi bác sĩ xem sao duy phong lên tiếng hôm qua bác sĩ khám rồi mẹ cứ yên tâm đi còn không thì đưa nó qua bệnh viện tâm thần cũng được qua đó cho nhanh hết bệnh. Tuấn Hưng nghe Duy Phong nói như vậy thì khó chịu bảo. Tao thấy người cần phải qua đó là mày đấy. Miệng cứ nói tào lao, qua đây đúng là hợp với bệnh nói nhiều của mày luôn. Còn mày muốn ở đây thì im miệng lại cho Diệu Nhi ăn. Khó chịu thì mày về trước đi làm đi. Duy Phong thấy bạn nói như vậy thì nhăn mặt nói. Ê, tao dù gì cũng sắp là anh vợ của mày đấy. Ở đó mà nói tao như vậy đi. Tao giận, tao không giúp hai đứa mày bây giờ. Tao đi về đây, không ở lại làm kỳ đà nữa ờ ừ. diệu nhi thấy anh hai nó đi về thì vội vàng anh hai đưa mẹ về đi lát em với anh hưng về sau ờ ừ, vậy tao về đây ở nhà đã bảo không sao rồi mà mẹ cứ đòi đến đây con mẹ đẻ ra chứ có phải ai đẻ đâu mà nghe con gái đi bệnh viện mẹ lại không vào mẹ còn chưa trách cái tội giấu mẹ Chứ ở đó mà trách mẹ thôi đi về con đi làm nhanh đi bà nga quay sang diệu nhi con lo ăn rồi về nha mẹ về nhà trước đây vâng mẹ yên tâm về đi con không sao đâu ạ cái miệng ăn thì nhanh mà con bé trâm anh thế nào rồi bữa giờ bận quá tao quên không hỏi anh hỏi làm gì anh đi về đi làm đi bà nga kéo tay duy phong đi ra ngoài rồi đóng cửa lại bây giờ chỉ còn tuấn hưng với diệu nhi trong phòng cô quay sang nói em ăn xong rồi anh không ăn ạ à? lúc nãy anh ăn rồi em yên tâm nhé bây giờ anh ra ngoài làm giấy xuất viện cho em rồi anh đưa em về sau khi nãy không để anh hai em làm giấy giờ mất công anh chưa mà anh không về đi làm à Em bị thế này Làm sao mà anh đi được Anh đi muộn cũng được mà Anh xin cho em nghỉ vài hôm rồi đấy Dạ Nếu không vì chúc anh Em chẳng bị thế này Thôi em Chuyện đã lỡ rồi không ai muốn Bây giờ em nằm đây chờ anh một tí nhé Vâng Tuấn Hưng đứng dậy bước ra ngoài Anh đi lại quầy làm thủ tục Thì nghe tiếng gọi đằng sau Tuấn Hưng Anh nghe tiếng gọi Quay lại thì thấy ba mình đang đi tới Anh đứng lại nhưng mặt không có biểu cảm gì mà lạnh lùng hỏi ba gọi tôi có chuyện gì không thái độ của anh làm cho ba anh tức giận mày không còn coi tao là ba nữa hả hưng tao bệnh sắp chết mày cũng không quan tâm mà về nhà mày bỏ mặc ba mày luôn phải không tuấn hưng nhàn nhạt trả lời ông vẫn còn nhớ tôi là con trai à tôi coi ông là ba nhưng ông có coi tôi là con không hay ông lại chỉ coi tôi là công cụ để đáp ứng mọi yêu cầu và ý muốn của ông bà thúy đi tới bên cạnh nhỏ nhẹ nói kìa Tuấn Hưng Sao lại nói những lời khó nghe như vậy với ba Ba cháu đang bị bệnh đấy Cháu đừng nặng lời với ông ấy Mà có thể hỏi thăm được không Tuấn Hưng đang bực bội Nghe bà ta nói thì nhìn bằng ánh mắt khó chịu Bệnh sao Tôi nhớ không nhầm Thì ba tôi giả bị bệnh bao nhiêu lần rồi Bây giờ bị là thật hay giả vờ đây Mà ba tôi nói bà chăm sóc ba tôi tốt lắm Mà sao lại có bệnh được nhỉ Ông Chiến nghe vậy thì quát lên Mày im đi vì tiếng quát khá to nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, nên Tuấn Hưng đành nhỏ giọng. Ba không muốn nghe thì con sẽ không nói nữa. Chứ ở đây là bệnh viện, ba quát như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác. Còn về việc ba nói con phải hỏi thăm ba bệnh, thì con không biết được là ba bệnh thật lúc nào để về thăm. Với lại, ba cũng đã có người chăm sóc hỏi han hàng ngày rồi, thì cũng chẳng cần con phải hỏi thăm đâu. Nhân đây, con cũng nói thẳng cho ba biết, trước giờ con đều nghe ba nhưng từ giờ trở đi Cuộc sống của con sẽ do con tự quyết định Bà hãy giữ gìn sức khỏe mà sống với bà ta đi Còn mẹ Con đã mang về nhà con thờ cúng Nên bà không cần phải bận tâm nữa Và con muốn thông báo với ba Tháng sau con sẽ làm đám cưới Nếu lúc đó ba khỏe Thì con mời ba tới dự đám cưới Giờ xin phép ba con đi đây Không quan tâm thấy thái độ của ba Hay để ba anh nói thêm một chút nào Anh cứ thế đi tới quầy làm giấy xuất viện Xong quay lại phòng Diệu Nhi nằm Đi tới bên giường anh nói anh làm thủ tục xong hết rồi giờ anh đưa em về nhé dạ nãy không để em về cùng với mẹ anh đi làm chứ giờ đưa em về anh lại phải nghỉ làm tuấn hưng nhìn diệu nhi nhẹ nhàng nói em vẫn là quan trọng nhất còn công việc thì không làm bây giờ làm sau cũng được mà cô nghe thế thì như được rót mật vào tai miệng bất giác cười mà gọi tên anh tuấn hưng đột nhiên diệu nhi gọi tên mình làm cho anh giật mình hỏi sao vậy em thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn Hưng mà cô không nhịn được cười anh làm gì mà giật mình thế em gọi chỉ để nói anh bế em thôi mà chân em đau không đi được Tuấn Hưng bật cười khi thấy Diệu Nhi nhõng nhẽo anh nhéo mũi cô Này biết nhõng nhẽo luôn cơ đấy ơ ờ, hay chưa em muốn người yêu của em bế em vì chân của em bị đau mà người yêu thì lại kêu em nhõng nhẽo là sao hay là anh không muốn bế em anh giơ tay lên chào thua cô nói anh sao lại không muốn bế em anh mong còn không được nữa là nói xong tuấn hưng bế diệu nhi ra ngoài xe rồi cùng nhau trở về nhà đưa diệu nhi vào phòng đặt cô xuống giường anh lấy nước và ly đặt ở bàn gần cho diệu nhi dễ lấy xong thì bị cô đuổi đi làm nói thế nào diệu nhi cũng không chịu cho anh ở lại thêm nên anh cũng đành chào cô để đi về nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà thì anh rút điện thoại ra gọi cho trúc oanh ra ngoài công ty gặp tôi trúc oanh thấy tuấn hưng gọi điện thoại đến thì mừng rỡ bắt máy nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng khó chịu của anh vang lên và anh cũng không hề hỏi han mà đã nói một câu như ra lệnh cho cô vậy trong lòng cô ta có dự cảm anh đã biết chuyện hôm qua cô ta nói chuyện điện thoại với diệu nhi nhưng cô ta lại giả vờ như không dùng cái giọng óng ẹo hỏi có chuyện gì anh muốn gặp em à hôm qua chúng ta gặp nhau rồi mà tuấn hưng nghe cái giọng đó thì chán ghét vô cùng không muốn phí lời và mất thời gian nên nói cô ra nhanh đi tôi không muốn phải nhắc lại nhiều lần đâu trúc anh cố tình không hiểu mà giả vờ anh muốn gặp em đến thế cơ à? Nhưng bây giờ đang giờ làm việc, em không ra gặp anh được đâu." Tuấn Hưng không khỏi bực mình quát lên. "Cô không phải vòng vo làm gì, ra ngoài gặp tôi ngay, còn không, tôi sẽ vào trong công ty cô đấy. Cô biết tính tôi rồi đấy, nói được thì sẽ làm được." "Em..." Tuấn Hưng không muốn nói qua nói lại nhiều nữa, nên tắt máy xong, anh lái xe thẳng tới công ty của Trúc Anh. Vừa tới nơi, anh thấy cô ta đang đứng ở bên ngoài đợi. Anh lái xe tới, hạ kính xe xuống, lên xe đi. Trúc Anh lên xe, quay sang hỏi Tuấn Hưng, "Có chuyện gì sao? Anh định đưa em đi đâu à?" Cô cứ ngồi im ở đấy, tới nơi rồi biết. Trúc Anh thấy mặt Tuấn Hưng hầm hầm, nói chuyện thì gắt gỏng, nên trong lòng cô ta có chút sợ hãi, giờ có nói thì Tuấn Hưng cũng khó chịu, nên cô ta đành im lặng để Tuấn Hưng lái xe đi. Một lúc sau, xe Tuấn Hưng dừng lại bên đường, anh quay sang Trúc Anh ra lệnh, "Xuống xe." Trúc Anh nhìn nơi mà Tuấn Hưng đưa cô ta đến, không khỏi ngạc nhiên vì đó chính là một quán cà phê cô ta suy đoán mãi mà không tìm được lý do vì sao tuấn hưng lại đưa cô ta đến đây nên hỏi sao anh đưa em đến đây tuấn hưng thấy chúc anh làm bộ làm tịch như không hề biết chuyện gì thì chán ghét vô cùng càng lúc anh càng nhận ra cô ta thật là giả tạo lúc này đây anh chỉ muốn hét vào mặt cô ta đừng có cáo giả mà làm như mình nai tơ nữa nhưng anh hiểu tính cách của cô ta nếu nói không thì cô ta sẽ không bao giờ nhận nên anh dằn xuống lạnh lùng. Vào trong đi rồi biết. Tuấn Hưng mở cửa xe đi thẳng vào bên trong quán cà phê, Trúc Oanh lẽo đẽo đi theo sau. Bước vào trong, Tuấn Hưng thấy người mà mình hẹn gặp đã ngồi ở đó, thì liền đi tới rồi quay sang Trúc Oanh nói. Cô ngồi xuống đi. Trúc Oanh khi nhìn thấy người đang ngồi đó thì muôn phần kinh ngạc, vì mới gặp tối hôm qua, nhưng chỉ nhớ cô ta rất tốt nên nhận ra người đó chính là người lễ tân ở nhà hàng mà hôm qua cô ta gặp Tuấn Hưng Cô ta khó hiểu khi Tuấn Hưng bảo cô đi cùng gặp người này nên thốt lên: Sao em lại phải ngồi xuống ạ? À? Anh hẹn gặp người này thì anh nói chuyện đi chứ. Em có quen đâu? Tuấn Hưng phải kiềm chế lắm mới không quát Chúc Anh. Anh gần giọng Tôi bảo cô ngồi xuống. Thì mau ngồi đi. Tôi không thích nói nhiều đâu. Em. Chúc Anh thấy mặt Tuấn Hưng đỏ âu thì biết là anh đang rất tức giận. Nhưng vì đang ở quán cà phê nên anh mới không quát cô ta thôi. Hôm qua cô ta chỉ nghe điện thoại của Diệu Nhi gọi đến và nói vài câu châm chọc thôi, chứ có làm gì đâu mà Tuấn Hưng lại đưa cô ta đến đây và lại còn hẹn gặp người lễ tân nhà hàng đó nữa. Cô ta hỏi. Anh dẫn em tới đây có chuyện gì thì nói luôn đi, em còn về làm việc nữa. Tuấn Hưng không vòng vo mà nói. Tối hôm qua, cô nói gì với Diệu Nhi? Trúc Anh nghe vậy thì trột dạ nhưng vẫn chối. Em đâu có nói gì với Diệu Nhi đâu, sao anh lại hỏi như vậy? Cô còn chối sao? Được rồi, để tôi xem cô còn chối nữa không Nói rồi Tuấn Hưng quay sang nhìn người phụ nữ kia hỏi Cô Mau nói cho tôi biết Chuyện tối qua là thế nào Ai đã nói gì để bạn gái tôi chạy đi rồi bị tai nạn Tôi đã có chứng cớ Nên tốt nhất là cô nên thành thật Không thì tôi sẽ nói với chủ nhà hàng của cô Và lúc đó thì công việc của cô chắc chắn sẽ có người thay thôi Trúc Anh nghe bị tai nạn Thì hoảng hốt nói Em không có nói gì với Diệu Nhi Để cô ấy phải chạy đi rồi gặp tai nạn đâu Chị gái này em không quen. Anh đưa em tới đây để nói về điều này thì em xin phép đi về làm việc đây." Người phụ nữ kia cũng lên tiếng. "Tôi không biết sao anh lại hẹn tôi đến đây, rồi tra hỏi tôi những câu thật lạ lùng. Còn chị gái này, thực sự tôi không biết." Tuấn Hưng nãy giờ vừa nói vừa quan sát cả hai người. Anh thấy khi gặp nhau thì ánh mắt của hai người nhìn nhau xa lạ, chứ không phải là biết nhau. Anh thấy có chút hoang mang, không lẽ là anh lại nhận định sai sao? Đưa mắt nhìn hai người một lần nữa rồi anh mới hỏi Cô nhìn cho kỹ, rồi trả lời tôi. Có phải là cô gái này nói tôi đi cùng với cô ấy ra khách sạn không? Trúc Anh nghe mà hết sức bất ngờ trước câu hỏi của Tuấn Hưng. Miệng cô ta cứ há hốc lên vì ngạc nhiên. Phải gần một phút, cô ta mới có thể thốt lên. Anh nói gì vậy Tuấn Hưng? Hôm qua em mượn điện thoại của anh. Vừa cầm ra ngoài gọi thì Diệu Nhi gọi tới. Em nói có điện thoại với Diệu Nhi vài câu, rồi tắt điện thoại luôn. Em không hề nhớ ai nói gì cả. Có thật là như vậy không? Thật ạ? À? Tuấn Hưng nghe thế thì cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng muốn khẳng định trúc anh có nói thật không, anh quay qua người nhân viên hỏi: "Cô nói đi, tối qua ai đã bảo cô nói gì với cô gái đến kiếm tôi?" Người nhân viên định chối, nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của Tuấn Hưng thì sợ sệt. Có lẽ là anh ta không để yên cho cô ta làm việc ở nhà hàng nếu cô ta không nói thật, nên cũng đành thú nhận. Đúng là có người bảo tôi nói với cô gái đến kiếm anh, nhưng không phải là cô gái này. Tuấn Hưng nghe thấy vậy thì có chút băn khoăn, không phải là chúc anh vậy là ai. Chợt trong đầu anh nhớ lại lúc ở bệnh viện, Diệu Nhi nói người suýt tông cô có quan hệ với Quỳnh Thư, chẳng lẽ là cô ta? Hôm qua anh có thấy bóng dáng của Quỳnh Thư ở nhà hàng đó, anh mở điện thoại lên, vào Facebook của Quỳnh Thư rồi đưa điện thoại ra trước mặt cô nhân viên. Có phải là cô gái này thuê cô không? Cô nhân viên đó liền gật đầu. Đúng là cô gái này. Hôm qua cô gái này thấy cô gái kia đi vào, xong tới nói với tôi như vậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý Anh tha lỗi cho tôi được không? Tuấn Hưng không thể ngờ Quỳnh Thư lại vẫn mày mưu tính kế Chia rẽ cô và anh Vậy tên khốn kia tự nhiên lái xe đúng lúc Diệu Nhi chạy Không vô tình mà cố tình sao? Anh sau một hồi phân tích Thì đứng phát dậy, bỏ mặc hai người ở đó Anh lao xe tới nhà của Quỳnh Thư Vì anh chắc chắn cô ta bây giờ đang ở nhà một mình Người lười đi làm như cô ta Thì sao đi làm ở đâu được Anh nhấn chuông một hồi lâu Thì mẹ cô ta đi ra Anh liền hỏi quỳnh thư đâu rồi cô mẹ quỳnh thư khi thấy anh thì khó chịu gắt lên cậu tới tìm con gái tôi làm gì nữa cháu có việc cần gặp cô ấy cô gọi quỳnh thư đi ạ à? nếu không cháu sẽ lên công an giải quyết bà mai nghe tới đây thì thay đổi sắc mặt con gái của bà lại làm chuyện gì nữa đây bà dịu giọng lại nói nếu có chuyện gì thì vào nhà rồi nói chứ sao lại lên công an làm gì cậu cũng làm con gái tôi đau khổ biết bao nhiêu lần rồi giờ lại còn đến đây làm khổ gì nó nữa cháu không làm gì con gái cô cả tất cả đều là do cô ấy tự làm tự chịu giờ cô kêu quỳnh thư xuống đây cháu có chuyện muốn nói bà mai tức lắm nhưng nghe tới công an nên bà ta đành nhịn mà đứng lên đi vào phòng của quỳnh thư một lúc sau quỳnh thư bước ra vẻ mặt nhơn nhơn và không hề ngạc nhiên khi thấy tuấn hưng có mặt ở đây cô ra hỏi anh suy nghĩ lại rồi à tuấn hưng thấy cô ta không hề có chút run sợ nào thì nói thẳng luôn cô đừng có mà ảo tưởng nữa con người độc ác như cô Chó còn chê chứ đừng nói là tôi Cô bỏ cái mặt nạ xuống dùm tôi đi Tối qua Cô làm gì Diệu Nhi tôi đều biết cả Nên tôi đến đây để cảnh cáo cô lần cuối Đừng tìm cách phá hoại chúng tôi Nếu còn Thì tôi đảm bảo cô không còn ngồi ở nhà mình được nữa đâu Mà nơi cô xứng đáng ngồi là nhà tù đấy Quỳnh Thư mặt có chút biến sắc Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói Anh nói gì em không hiểu Tuấn Hưng biết Quỳnh Thư chắc chắn sẽ không bao giờ nhận tội cả Anh hử lạnh Cô đừng có vờ vịt như không biết như thế Không ăn thua đâu Tôi đã đến đây thì không phải nói xuông để hù dọa dạ cô Trong tay tôi đã có đoạn video Hôm qua cô ở nhà hàng Và cũng ngồi ở trên xe suýt tông trúng Diệu Nhi Cũng may là Diệu Nhi không sao Và chưa biết cô là người muốn giết cô ấy đấy Cô ấy mà biết Thì không phải là đến đây để nói đâu Mà là đến công an trình báo Mời cô đến làm việc rồi Tôi đến đây vì nghĩ đến ba cô còn đang làm việc ở công ty Cô bị đuổi việc rồi Thì đừng để cho ba cô phải vì cô mà liên lụy nữa Như thế bất hiếu lắm đấy Những hành động của cô Thì chỉ càng làm cho tôi chán ghét cô hơn mà thôi Và những toan tính đó Chỉ chứng tỏ cô là con người ngu dốt Não ngắn Quỳnh Thư nghe Tuấn Hưng sỉ nhục mình Thì tức giận hết lên Anh đừng có mà quá đáng Cô ta là cái thá gì Mà ai cũng thích và muốn bảo vệ cô ta vậy hả ngay cả Minh Vũ, người đàn ông mới của em, cũng bảo vệ cô ta, trong khi chỉ mới gặp cô ta có một lần. Anh nên xem lại đi, cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Yêu anh vậy mà cũng đong đưa người đàn ông khác, thì người ta mới bênh và bảo vệ cô ta như vậy. Cô ấy không phải loại người ti tiện như cô, nên không cần cô phải lo cho tôi. Còn ai là người đong đưa ở đây, thì tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Mà thôi, tôi không muốn tốn nước bọt với một người ngu đần như cô làm gì trước khi đi tôi muốn cô ghi nhớ đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cô đừng có hành động dại dột thêm một lần nào nữa cánh cửa tù sẽ chào đón cô đấy tuấn hưng nói xong đứng lên đi thẳng ra ngoài để lại quỳnh thư tức tối đỏ mặt mà không làm gì được cô ta nhìn tuấn hưng càng lúc càng đi xa thì thấy khoảng cách giữa cô và anh ta đang rất xa lúc này cô ta mới nhận ra chỉ vì sự bồng bột của cô càng đẩy tuấn hưng ra xa hơn cô ta vì chuyện của hai người đó mà bây giờ không còn được ba cưng chiều làm theo ý muốn của cô ta nữa, mà bắt cô phải nghe và làm theo ý của ba, nếu không ba cô sẽ cắt tiền cho cô ta tiêu. Bây giờ người cô ta theo đuổi là Minh Vũ cũng để ý tới Diệu Nhi. Hôm qua cô ta thấy Diệu Nhi tới nên định lao xe tông, nhưng Minh Vũ cản lại nên Diệu Nhi chỉ bị té thôi. Cô ta khi thấy vậy thì hoảng hốt xuống xe rời đi, bỏ mặc Minh Vũ ở lại một mình. Bây giờ Tuấn Hưng đến đe dọa cô ta càng làm cho cô ta căm hận Diệu Nhi hơn cô ta hậm hực đứng dậy đi thẳng lên phòng tuấn hưng sau khi rời khỏi nhà quỳnh thư anh lái xe thẳng về công ty làm việc anh đang định bước vào phòng thì thấy người đàn ông lúc sáng đến thăm rượu nhi ở bệnh viện sao anh ta lại ở đây trong lòng thắc mắc nên anh tiến về phía anh ta hỏi sao anh lại ở đây minh vũ khi thấy tuấn hưng thì không ngạc nhiên gì anh ta thản nhiên đáp tôi đến làm việc anh không biết à tuấn hưng nghe vậy mới nhớ ra vài ngày trước sếp có nói sẽ có giám đốc trên công ty tổng điều xuống không ngờ lại là người đàn ông này anh đáp anh chính là giám đốc được trên tổng điều xuống sao đúng là tôi hân hạnh được làm việc với anh lúc sáng gặp anh nhưng chưa được làm quen bây giờ chúng ta làm quen có được không tuấn hưng ngay từ đầu đã không có thiện cảm với anh ta nhưng ở đây là công ty anh ta lại là giám đốc còn chủ động đưa tay ra bắt nên anh lịch sự đưa tay ra bắt lại chào anh diệu nhi đã về nhà chưa anh ta hỏi diệu nhi làm tuấn hưng trong lòng khó chịu nhưng không thể không trả lời nên miễn cưỡng đáp cảm ơn anh đã hỏi thăm diệu nhi về rồi và tôi cũng vừa gặp nói chuyện với quỳnh thư mong hai người tránh xa chúng tôi ra tôi xin lỗi tối qua tôi không muốn thế chỉ là do quỳnh thư cô ấy say nên làm càn thôi tôi cũng kịp ngăn cô ấy lại và may mắn là diệu nhi không sao nhưng anh với quỳnh thư biết nhau sao vì sao quỳnh thư lại muốn đâm diệu nhi vậy hai người đó có thủ án gì à tuấn hưng định lên tiếng thì có tiếng gọi anh quay lại thấy duy phong đang đi tới mày tới làm việc rồi à vào phòng ký cho tao mấy giấy tờ này với người hỏi tuấn hưng không ai khác chính là duy phong ờ ừ, vào đi duy phong không để ý tuấn hưng đang nói chuyện với minh vũ còn minh vũ thấy duy phong thì nhận ra ngay anh trai của diệu nhi anh ta không biết duy phong cũng làm ở đây nên lên tiếng anh cũng làm việc ở đây à lúc này duy phong mới để ý tới minh vũ và cũng nhận ra anh ta nên gật đầu tôi làm ở đây còn cậu tới đây có chuyện gì à chúng ta có duyên gặp nhau quá nhỉ minh vũ cười cười nói tôi là giám đốc mới được điều về đây mong mọi người chỉ bảo duy phong nghe vậy thì kinh ngạc nhìn minh vũ cũng có chút bối rối rồi gãi gãi đầu nói vậy là sếp của chúng tôi rồi mới nghe nói có giám đốc mới về thay cho chú dương cứ tưởng là lớn tuổi không ngờ lại trẻ như vậy tôi cũng ba tám rồi không còn trẻ đâu duy phong ổ lên vì ngạc nhiên nói vậy lớn hơn tôi ba tuổi Tuấn Hưng thấy Duy Phong nói qua nói lại với Minh Vũ thì khó chịu. Duy Phong, mày nói cần ký giấy tờ, mà giờ cần nữa không? Duy Phong nhận ra Tuấn Hưng đang khó chịu nên vội vàng nói. Có chứ, vào trong đi. Duy Phong gật đầu chào Minh Vũ rồi bước vào trong cùng với Tuấn Hưng. Lúc này, mặt Tuấn Hưng xám xịt thái độ thì khó chịu. Duy Phong hỏi, sao mặt mày nhăn như khí ăn ớt thế? Tuấn Hưng nghe Duy Phong hỏi thì cơn tức lại trào lên vì vậy quát. Có đưa giấy tờ để ký không? Hay là đứng đó lại nhảy? Thái độ của Tuấn Hưng làm cho Duy Phong khó hiểu vô cùng. Anh vừa đưa giấy tờ vừa thắc mắc hỏi: Đây, mày ký đi. Sáng gặp mới bình thường mà, sao bây giờ khác thế? Diệu Nhi làm gì mày à? Không, xong rồi đấy. Ra ngoài đi cho tao làm việc. Này, đừng có giận cá chém thớt nha. Mày giận dỗi ai chút lên đầu tao là không được đâu. Mày là ở công ty, mày là sếp nên tao nhịn đấy. Chứ ở ngoài là mày không xong với tao rồi. Mày đợi đi, mai mốt làm em rể tao, tao hành cho mà biết. Tuấn Hưng mặt cau có nói Mày bớt miệng lại dùng tao cái Nói cái gì nói một chàng vậy Mong tao làm em rể thế thì tao chiều luôn Tháng sau tao cưới Diệu Nhi Duy Phong nghe Tuấn Hưng nói mà không khỏi kinh ngạc Mày nói cái gì cơ Tháng sau á Sao gấp gáp thế Mày nói với ba mày chưa Ông ấy có đồng ý tới dự đám cưới không Chẳng lẽ lại toàn nhà gái Hồi sáng gặp ở bệnh viện Tao cũng nói chuyện tao cưới vợ rồi Và cũng nói không cần ông ấy đồng ý tao vẫn cưới Dù gì thì ông ấy cũng là ba của mày Mày nên dẫn Diệu Nhi qua nói chuyện với ba mày đi Chứ cưới mà không có ba mày cũng không vui đâu Hai ba con mày cãi nhau lâu rồi còn gì Thôi tao đi làm đây Ừ Sau khi Duy Phong ra ngoài Tuấn Hưng ngồi thử ra suy nghĩ một hồi lâu Sau đó mới bắt đầu làm công việc của mình Diệu Nhi ở nhà phải nằm một chỗ Thì vừa buồn lại vừa chán Tự dưng chuyện không đâu ập xuống lúc này Làm chân của cô đau chẳng làm được gì Nằm buồn Cô chợt nghĩ tới chuyện tối qua Cũng vì chúc anh nên cô mới như thế này Đợi chân hết đau Cô phải tới gặp cô ta nói chuyện mới được Muốn phá vỡ hạnh phúc của cô à Mơ đi cô ta tuổi gì mà đòi phá Đang miên man suy nghĩ Thì tiếng điện thoại vang lên Cô giật mình cầm lên thì thấy số của Tuấn Hưng Cô liền bấm nghe Em nghe đây Chân còn nhức không em Em nghỉ vài hôm cho khỏi rồi đi làm sau nhé Chân em chỉ bị sơ thôi Đâu cần phải nghỉ vài ngày đâu Mai em đi làm nha Chứ ở nhà buồn lắm Tuấn Hưng nghe vậy thì nhất quyết không chịu Không được, để chân lành rồi đi làm Chứ đang đau như thế không đi được đâu Em đi là anh lo lắm Tan làm anh sẽ đến Em chịu khó vài hôm nha Diệu Nhi nén tiếng thở dài Tuấn Hưng chắc chắn sẽ không cho cô đi làm Cô ỉu xìu nói Dạ vâng Vậy anh làm đi Chiều gặp anh nhé Sau khi tắt máy Cô cầm điện thoại nằm chơi game cho quên đi thời gian và sự buồn chán này Đến chiều Nghe tiếng ồn ào ở dưới Làm Diệu Nhi giật mình tỉnh giấc Không biết ai ở dưới mà ồn đến như vậy Cô từ từ bước xuống giường, chậm chậm đi ra ngoài thì thấy chị Lý cùng với mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả, cô liền gọi. Mọi người đến chơi mà không gọi em vậy? Chị Lý lên tiếng. Gọi điện thoại mà em có nghe máy đâu. Mẹ em mở cửa cho mọi người vào, lên gọi em thì cũng không thấy có động tĩnh gì, nên nói chuyện to cho em dậy đây. Thế khỏe chưa? Đi đâu mà để té vậy? Mau khỏe đi làm đi, nay có giám đốc về nhận chức, đẹp trai lắm. Hoàng Kiên nghe thấy vậy thì nói. Mắt chị Lý bị sao à? Đẹp thì có đẹp, nhưng làm gì bằng em với lại chị đừng có rủ dê diệu nhi mê trai không tới công chuyện với trưởng phòng đấy chị nói thế thôi chưa ai qua được tuấn hưng đẹp trai của diệu nhi nhá. thế khỏe chưa sáng nghe tin làm chị giật cả mình định gọi hỏi thăm mà tuấn hưng nói để em nghỉ ngơi nên là đi làm về mới dẫn nhau qua đây đây diệu nhi khẽ cười em đỡ rồi chân còn đi được mai em đi làm luôn tuấn hưng từ ngoài cửa bước vào mai em nghỉ thêm đi chân đau đi lại đau hơn đấy em đi được mà ở nhà chán lắm đến công ty em không đi lại nhiều là được mà công việc đang nhiều nữa em nghỉ cũng không yên tâm duy phong xen vào để nó đi làm đi ở nhà tội mẹ tao diệu nhi nghe vậy thì nói em nằm ở trên phòng có làm gì đâu mà tội mẹ anh hai đừng có nói xấu em đi mày có tốt đâu mà chẳng xấu bao nhiêu cái xấu đổ dồn về mày hết cơ mà bà nga đi tới nó còn hơn con là có người yêu con trai già đầu còn không có nổi một người để yêu ở đó mà nói xấu con bé trước mặt mọi người anh mà không có ý tứ gì cả đi vào phụ mẹ nấu ăn đãi mọi người đi duy phong nghe vậy thì nhăn mặt mẹ cứ bênh con gái của mẹ con là con trai bắt con vào bếp hay là mọi người ra quán ăn đi anh bao được không bà nga quát mấy đứa qua chơi cầm đồ qua rồi nấu có tí ra quán anh cũng rảnh lắm vào thay đồ xuống đây nhanh lên duy phong nghe vậy câu có rồi đi lên phòng thẳng mọi người thấy hành động của duy phong không khỏi buồn cười chị lý lên tiếng Đến nhà cô mới biết Duy Phong có mặt khác nhỉ Ở công ty thấy vui tính Nhưng rất là đàn ông Về nhà nhõng nhẽo thế Bà Nga thở dài Nên nó mới ế tới giờ đấy cháu Thôi mấy đứa ngồi chơi đi Cô vào bếp nấu ăn rồi tối ở lại ăn nha Lần đầu tới đây chơi Ở lại ăn bữa cơm cho vui Có gì ở công ty giúp đỡ con bé Diệu Nhi giúp cô nha May có thằng Tuấn Hưng nó yêu Chứ không cũng chẳng ai thèm rước đâu Mẹ cứ chê con hoài Miễn sao anh Tuấn Hưng yêu con là được Đúng không anh tuấn hưng khẽ cười ừ thôi đi lên đi tắm đi mọi người phụ cô nga một tay nhé bây giờ anh ra ngoài có việc một lát anh về anh đi đâu vậy ạ à? anh ra đây một chút tuấn hưng đứng lên rời đi thì chị lý quay qua khỏi diệu nhi hai người yêu cũng lâu rồi sao không cưới nhau đi dạ em cũng muốn mà anh hưng với ba đang có chuyện nên là chưa được ạ bảo tuấn hưng dẫn về đó nói nếu không chấp nhận thì tuấn hưng quyết định chứ tuấn hưng cũng lớn tuổi rồi đâu còn nhỏ đâu Đột chị nghe tin Tuấn Hưng cưới Quỳnh Thư mà sốc luôn May mà em về kịp đấy Thôi lên phòng tắm đi Chị vào phụ mẹ em nấu rồi xuống ăn Vâng em cảm ơn chị Đến đây chơi mà còn phụ nấu ăn nữa Do bọn chị muốn bày ra nấu ý chứ Thôi đi đi chị nghe mùi rồi đấy Hoàng Kiên nghe vậy thì nói xen vào Em nghe mùi của chị thì có Diệu Nhi buồn cười với hai người này Gần nhau là khịa nhau Cô đi từ từ lên phòng chuẩn bị đi tắm Thì điện thoại của cô reo lên Đi tới thấy số của Trâm Anh cô liền bấm nghe Chuyện gì đấy châm anh? Em đang rảnh nên gọi cho chị ạ. À. Qua đó làm việc có được không em? Được chị ạ. À, nhà họ giàu nhưng mà đối xử với em tốt lắm. Em cảm ơn mẹ chị nhiều nhá. Ừ không có gì đâu. Cố gắng làm nhá. Khi nào rảnh qua chị chơi. Dạ. Sau khi tắt điện thoại rồi, cô đứng lên lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi bước xuống dưới nhà, thấy mọi người cười nói vui vẻ mà vẫn chưa thấy Tuấn Hưng về. Không biết là anh đi đâu. Lúc nãy anh không nói gì, làm cô sốt ruột lắm luôn. Cô nhìn về phía cửa một hồi Rồi đứng lên đi chậm chậm tới bếp Hôm nay mọi người nấu món gì mà thơm quá vậy Cần em giúp gì không Tự nhiên đau chân lại được ăn ngon Chị Lý cười cười nói Dễ gì có một bữa trốn chồng con đi tới đây chơi Nấu gần xong rồi Nên ngồi chờ một tí đi Thế Tuấn Hưng về chưa Diệu Nhi lắc đầu Em chưa thấy chị ạ Không biết là đi đâu mà giấu giếm em nữa Duy Phong từ ngoài bước vào Nó về nhà có việc gì ấy Nãy đi cùng tao Nghe nó nói tao tưởng nói với mày rồi chứ anh ấy nói đi ra ngoài có việc chưa không nói gì với em hết vậy à thế thì tao chịu bia mua về rồi đây tí mọi người nhậu tới bến nha diệu nhi không quan tâm anh hai của mình nữa mà cầm điện thoại đi chầm chậm ra ngoài nhấn vào số điện thoại gọi mã anh mới bắt máy cô liền hỏi anh đi đâu thế anh đi có chút việc anh về liền đây tại sao về nhà ba anh mà lại không cho em biết anh có chuyện gì à tuấn hưng nghe vậy thì thở dài anh sợ em lo lắng Ba anh bị ngất nên phải chạy về Vậy ạ à? Nếu vậy anh ở bên đó luôn đi Mà em đi làm gặp ở công ty cũng được Ừ Vậy thì em nói với mọi người chơi vui vẻ nha Dạ Tắt máy xong cô mới thở dài Không biết cuộc đời của Tuấn Hưng khi nào mới hết khổ vì ba của anh đây Bao lần nói dối bị bệnh Bây giờ thì bị bệnh thật Ông trời có mắt mà Chỉ tội Tuấn Hưng mà thôi Cô hít thật sâu cho bình tâm lại Rồi đi thẳng vào trong nhà Cô vào nhà tâm trạng có chút trùng xuống nhưng có mọi người ở đây nên cô ngồi xuống tạm gác lại những suy nghĩ muộn phiền mà nói chuyện ăn uống vui vẻ với mọi người đang ăn thì tiếng chuông cổng vang lên duy phong đứng dậy ra cổng cô trong lòng có thắc mắc không biết là ai đến thì thấy tuấn hưng đang bước vào trông anh rất mệt mỏi cô cũng bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ quay lại mà có mọi người ở đây cũng không tiện nên cô nói anh vào đây ngồi ăn cùng với mọi người này anh mệt lắm ạ à? tuấn hưng lắc đầu anh bình thường anh lại đi ngồi đi Tuấn Hưng gật đầu rồi đến ngồi xuống bên cạnh Diệu Nhi Thực ra anh đang lo lắng về bệnh tình của ba Lúc nãy khi về nhà Anh cứ nghĩ là ông lại giả vờ bệnh như mọi lần thôi Nhưng lần này anh đã sai Vì ba anh bệnh thật Và bệnh của ông lại rất nặng Ông bị ung thư giai đoạn cuối Và bác sĩ cũng nói sức khỏe của ba anh yếu Nên không biết là còn sống được bao lâu nữa Khi nghe vậy Anh thật sự cũng rất sốc Mặc dù ba anh làm nhiều việc sai với anh Nhưng ông vẫn là ba của anh là người thân duy nhất của anh diệu nhi hỏi anh mệt chắc là do tâm trạng nặng nề nên anh thể hiện hẳn ra bên ngoài anh cũng không định quay lại mà ở bệnh viện chăm sóc ba nhưng vì muốn xin phép mẹ diệu nhi cho cưới sớm trước khi sức khỏe của ba anh yếu hơn diệu nhi từ nãy tới giờ để ý thấy tuấn hưng như có chuyện gì đó mặc dù anh thở dài rất khẽ nhưng cô vẫn nghe được anh ngồi vào bàn mà không cầm đũa lên cứ ngồi thần thơ thất thần lúc ở nhà cô anh vẫn bình thường mà không biết về nhà bên đó có chuyện gì Cô gấp thức ăn vào chén của anh rồi nhỏ giọng. Anh ăn đi, có chuyện gì mà suy tư thế? Tuấn Hưng nghe Diệu Nhi hỏi thì cố gượng cười. Không có gì đâu, em ăn đi. Diệu Nhi nghe Tuấn Hưng nói như vậy thì không nói thêm gì nữa, cô đoán chắc lại vì ba anh nên anh mới buồn, sợ hỏi thêm lại càng làm anh suy nghĩ. Sếp uống một ly chứ nhỉ? Nãy giờ sếp vào mà im lặng không nói năng gì thế? Người vừa lên tiếng là Hoàng Kiên, Tuấn Hưng nghe thế không muốn không khí mất vui nên cầm ly bia lên uống cùng với mọi người. Một lúc sau, ai cũng ngà ngà vì hơi men, chỉ có Diệu Nhi không được uống nên vẫn còn tỉnh táo. Cô thấy mọi người như vậy thì liền nói, "Mọi người đừng uống nữa, uống vậy đủ rồi, uống say nữa không ai trở về được đâu." Chị Lý lên tiếng, "Chị đã say đâu mà nói say thế? Em không uống được, để mọi người uống cho thoải mái đi." Duy Phong cũng nói vào, "Mày đừng có không được uống mà cấm bọn tao nhé, cứ ngồi im nó ăn đi." Diệu Nhi lườm anh hai một cái rõ dài, Uống nữa anh say, mọi người cũng say thì làm sao mà về được. Với lại say như thế, đi ngoài đường công an bắt đấy. Chân em bị đau mới không uống thôi. Chờ em khỏi, em uống cho anh khỏi mạnh miệng khiêu khích nhá. Mày cứ uống đi có sao đâu. Bị đau chân, chứ có phải bị khâu miệng đâu mà không uống được. Mà quên, mày muốn uống thì hỏi thằng Hưng cho không? Còn giờ thì im lặng cho bạn đau vui vẻ. Mọi người nghe Duy Phong nói đều vỗ tay gật đầu đồng ý, lại còn dơ ly lên cụm nữa chứ. Diệu Nhi bất lực nói mọi người là tới thăm bệnh hay là tới nhậu vậy em chưa từng thấy đi thăm bệnh mà vui vẻ như đám cưới luôn đấy chị lý nói bọn chị đến thăm em là chính mà thấy em chỉ bị đau chân không bị nặng nên vui mà uống chúc mừng em bệnh nhẹ đấy với lại lâu lâu mới được một bữa mọi người ngồi cùng nhau như này em cứ để mọi người uống xả láng đi say thì gọi taxi về lo gì cô lắc đầu chịu thua với mấy thánh lầy này cô nói không được mà nãy giờ mọi người nói mà tuấn hưng vẫn im lặng làm cho cô thắc mắc quay sang nhìn thì thấy Tuấn Hưng mặt vẫn buồn buồn. Nếu là chuyện với ba anh thì đâu phải hôm nay mới có đâu. Mọi lần anh không như vậy, làm cho cô cảm thấy lo lắng, không biết là có chuyện gì nên gặng hỏi. Anh Hưng, có chuyện gì thế? Sao nãy giờ anh vẫn còn buồn vậy? Anh nói cho em biết được không? Tuấn Hưng cũng uống như mọi người nên giờ cũng ngà ngà say, anh không e ngại mà nói luôn. Diệu Nhi, chúng ta cưới nhau đi. Mọi người đang uống, nghe Tuấn Hưng nói vậy, ai cũng ngạc nhiên ồ lên và nhìn về hướng của hai người họ. Chị Lý là người lên tiếng trước. Diệu Nhi mau đồng ý đi. Em cưới trưởng phòng chứ không phải cưới ba trưởng phòng đâu mà sợ mới không đồng ý. Chỉ cần trưởng phòng yêu em thì sẽ bảo vệ được em. Với cả bọn chị sẽ luôn ủng hộ em nên là không phải sợ đâu. Diệu Nhi cũng bất ngờ trước câu nói của Tuấn Hưng. Cô không nghĩ anh lại nói trước bao nhiêu người như vậy. Trong lòng cô vừa vui lại vừa ngại. Cô thẹn thùng nói. Đâu phải em đồng ý là được đâu. Cần phải có sự đồng ý của mẹ em nữa mà. Bà Nga lúc này mới đi ra nói Mấy đứa uống ít thôi Mà còn đi làm nữa đấy Duy Phong thấy mẹ ra thì gọi mẹ lại bảo Mẹ, mẹ ra đây con đứa muốn nói chuyện với mẹ kìa Chuyện gì thế Thằng Phong say thì lên phòng nghỉ đi Ơ ờ, mẹ, mẹ cũng muốn có con rể không Mẹ ra đây đi Con nói thật mà mẹ cứ bỏ con say Con uống như vậy chưa say được đâu Bà Nga nghe thế đi tới kéo ghế xuống Chuyện gì Nói mẹ nghe xem nào Tuấn Hưng nghe bà Nga nói như vậy thì hít thật sâu rồi trình bày: "Thưa cô, cháu xin phép cô cho cháu cưới Diệu Nhi làm vợ được không ạ? Tuổi cháu bây giờ cũng không còn quá trẻ nữa. Cháu với Diệu Nhi cũng yêu nhau được một thời gian rồi, nên cháu muốn được cùng về một nhà để chăm sóc cho Diệu Nhi được không? Cháu biết nói ra có hơi đường đột, nếu được cô đồng ý cho, tháng sau chúng cháu cưới được không cô?" Diệu Nhi cùng mẹ và mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi Tuấn Hưng xin tháng sau cưới, bà Nga định lên tiếng thì tuấn hưng đã nói tiếp cháu biết là thời gian có hơi gấp gáp nhưng để lâu hơn thì cháu sợ sức khỏe của ba cháu sẽ yếu hơn ạ tuấn hưng ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp được ba cháu bị ung thư giai đoạn cuối nên giờ cũng không biết còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa thời gian ba cháu còn ở bên cháu giờ đếm từng ngày nên cháu mới gấp gáp như vậy cháu mong cô đồng ý cho cháu cưới diệu nhi diệu nhi nghe vậy thì không khỏi ngỡ ngàng Cô thấy Tuấn Hưng buồn từ lúc quay lại tới giờ, mà hỏi thì anh không nói. Giờ anh nói ra, làm tâm trạng của cô cũng trùng xuống. Khi nghe tin chắc là anh cũng sốc lắm. Cô không biết phải nói gì với anh lúc này, nên khẽ nắm tay anh rồi nhìn về phía mẹ. "Mẹ, mẹ cho bọn con lấy nhau nha mẹ. Mẹ cũng biết là bọn con cưới nhau mà đúng không?" Bà Nga đúng là cũng muốn Diệu Nhi cưới, nhưng tháng sau thì cũng hơi gấp, bà sợ chuẩn bị mọi thứ không được kỹ càng. Nhưng giờ ba của Tuấn Hưng bệnh như thế, bà không đồng ý cũng không được, nên đành thở dài. Sang tháng cũng có hơi gấp, nhưng có thời gian chuẩn bị, chứ như lần trước thì nhanh quá. Hai đứa yêu nhau lấy nhau là chuyện bình thường, cô không cấm cản gì. Thời gian hai đứa yêu nhau như thế cũng đủ để hiểu nhau rồi, mà ba cháu còn bệnh như vậy thì hai đứa sắp xếp hết mọi chuyện đi. Cô điện thoại xuống dưới quê báo cho dưới đó biết. Tuấn Hưng được sự đồng ý của mẹ Diệu Nhi thì dối rít cảm ơn. Còn mọi người nghe xong thì hò reo chúc mừng Uống thêm một lúc nữa thì mọi người cũng bắt xe về Chứ không ai dám đi xe máy vì lỡ uống quá nhiều Cô chỉ biết cười khi nhìn dáng vẻ của mọi người Cũng may mọi người còn làm ở công ty ai cũng dễ quen và hòa đồng Chỉ có ý nhi là không thôi Cô chợt nhớ lại vụ đêm hôm qua Nhân viên nhà hàng nói Tuấn Hưng được một người phụ nữ dẫn đi Cô quay sang Tuấn Hưng hỏi Anh cho em số điện thoại của Trúc Anh đi Tuấn Hưng ngà ngà say nên hỏi lại Em hỏi làm gì? Em hẹn chị ta ra ngoài nói chuyện Tại chị ta mà em mới bị thế này Tuấn Hưng nghe thế thì vội đáp Em không cần gặp nữa đâu Anh đi gặp cô ta và Quỳnh Thư dằn mặt rồi Cô nghe Tuấn Hưng nói thì không khỏi ngạc nhiên Sao lại có cả Quỳnh Thư ở đây Anh sau khi tìm hiểu Thì biết Quỳnh Thư mới là người muốn tông xe vào em Chứ không phải là Trúc Anh Anh đã cảnh cáo cô ta rồi Cô ta không dám làm gì nữa đâu Trúc Anh cũng vậy Nên giờ em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau khỏe Để còn làm cô dâu của anh không cần gặp họ nữa Cô nghe thế thì hờn dỗi trách móc Anh sợ em làm gì hai người đó hay sao Mà lại không cho em gặp Duy Phong lắc đầu nói Tuấn Hưng nó đã nói Nó cảnh cáo hai người đó rồi Mày còn muốn gặp để cho hai người đó không trột cũng què như mày bây giờ à Là tao Tao cũng không cho mày gặp đâu Giữ thế ai mà dám Diệu Nhi nghe vậy thì lườm nguyết anh hai Rồi quay sang Tuấn Hưng hỏi Anh tìm hiểu bằng cách nào mà nhanh thế Thế mà im im không nói cho em biết gì anh hẹn chúc anh với cô nhân viên ở nhà hàng tối hôm đó tới quán cà phê dọa dạ vài câu cô nhân viên kia đã khai ra hết diệu nhi nghe vậy thì cười khoái chí người yêu của em giỏi và được việc quá ai như anh hai không làm được việc gì tối qua anh mà không gọi lại em đã chạy sang đường không bị đau chân rồi mà anh và anh hai say rồi lên phòng ngủ đi duy phong nghe vậy thì nói ê con kia nếu tao không gọi thì mày bị tông tan xác luôn rồi chưa ở đó mà mồm mép tép nhảy biết thế tao mặc kệ cho xe va vào cho mất cái miệng lại thôi tao lên phòng đây tuấn hưng nghe thế thì nói có anh hai nào mà chủ em gái như mày không duy phong nhún vai có chứ sao không mày nữa yêu nó mất hết cả lý trí bệnh bất chấp luôn mày cứ đợi đấy cưới nó xong tao hành mày cho mà biết lên phòng đây không làm kỳ đà cản mũi bọn mày nữa duy phong bước lên phòng còn cô ở lại với tuấn hưng ở phòng khách cô hỏi bệnh của ba anh có chữa trị được không tuấn hưng lắc đầu ba bị ung thư giai đoạn cuối rồi nên khó lắm em ạ giờ ông đang ở bệnh viện rồi nhưng chỉ tiêm để cho bớt đau và truyền dịch cho ông vì ông không ăn được cô nghe vậy chỉ biết thở dài dạ giờ làm được gì cho ba bớt đau thì làm thôi anh chúng ta cưới ba anh có tới được không tuấn hưng cũng thở dài nói anh cũng không biết lúc đó sức khỏe của ba anh có thể tới được không nữa cứ để đến đó rồi tính em à Giờ muộn rồi, em lên phòng ngủ đi. Anh về nhá. Diệu Nhi vội gàn lại. Anh say vậy về sao được? Anh lên ngủ với anh hai đi. Tuấn Hưng nhìn sang Diệu Nhi bằng ánh mắt gian tà nói. Anh không muốn ngủ với Duy Phong. Anh muốn ngủ với em. Tuấn Hưng nói đến đó, Diệu Nhi vội phản đối. Không được, anh lên phòng ngủ với anh hai, còn không bắt taxi về. Em không thương anh hay sao, mà lại đuổi anh về thế. Anh say và mệt lắm, đi không nổi luôn rồi. Em cho anh ngủ cùng em đi, dù gì tháng sau chúng ta cũng cưới rồi mà diệu nhi nhất quyết không được đâu mẹ biết mẹ mắng đấy anh lên phòng anh hai ngủ đi em đang mệt đấy anh lên phòng ngủ mà còn đi làm nữa vậy hôn anh một cái rồi anh lên phòng duy phong ngủ diệu nhi cau mày anh có phải là con nít đâu mà đòi hôn suốt thế tuấn hưng nháy nháy mắt em không thích sao thích thì có thích nhưng mà ngại lắm ngại gì yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay cơ mà Diệu Nhi lấy tay đập nhẹ lên người Tuấn Hưng Anh chơi với anh Phong Giết rồi cái tính lẩy lội y chang như nhau Anh cúi xuống nhắm mắt lại đi Tuấn Hưng khẽ cười Rồi cúi xuống nhắm mắt lại Chờ nụ hôn của Diệu Nhi mãi mà không thấy Anh mở mắt nhìn xung quanh Thì không thấy Diệu Nhi đâu cả Anh bật cười trước sự gian xảo của cô Không muốn hôn anh nên trốn đây mà Đau chân mà đi cũng nhanh phết Anh lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng của Duy Phong hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo